Em xin chào các bác nha. Em đến shop Anh Nhật 87 Láng Hạ, Hà Nội ạ. Hôm nay em lại có một mẫu tủ lạnh 5 cánh. Lâu lắm rồi em mới về được hai em tủ lạnh 5 cánh Hitachi. Và thương hiệu Hitachi nha các bác. Tủ 5 cánh ạ. Đây, 5 cánh 5 ngăn. Thương hiệu Hitachi này. Đây, em sẽ đi vào nội thất bên trong một chút. Con này nó là tủ có 450 lít thôi các bác. Tủ 5 cánh nhé. Và giá tiền thì giờ tầm trung rất hợp lý luôn ạ. Gia đình dùng từ 5 người. Đây là khay nước hoặc đá chơi đây. Đây các bác. Đấy, em đã cắn là khá là ok rồi. Đây, dùng từ đá rơi này. Đây, các bác đông cứng đây. Tủ lạnh rất tốt luôn. Đây, đây là con rau ạ. Để rau củ quả đấy, các bác nào mà dùng cho gia đình từ 4-5 người ăn và gia đình nhỏ ít người thì các bác mua một em này ạ. Con này là con Hitachi tủ 450 lít 5 cánh, khá là đẹp luôn, hông sườn cực đẹp luôn các bác. Đấy, em mở lâu quá này nó báo động cánh cửa mở. Hồng sườn đẹp đấy các bác, em để hơi xa một chút nên là nó không thấy rõ lắm. Hồng sườn đẹp này. Đây, các phím điều khiển ở đây các bác. Phím điều khiển thì cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đây là chỉnh cho ngăn đông này. Đấy, đem ra để trung bình. Đấy, mạnh nhất đây ạ. Yếu này, trung bình, mạnh. Đấy, em đang để trung bình thôi. Còn đây là điều chỉnh ngăn đá rơi này. Ngăn đá rơi em đang để đá rơi bình thường này. Đá rơi lạnh già này, để đá này nó bị vỡ đá. Đây là dừng làm đá này. Đấy, đây là đá này thường này. Đây là chức độ điều chỉnh chế độ làm nhanh của tủ. Cái này thì mình không cần dùng lắm thì nó sẽ làm bắt con tủ chạy hết công suất. Con này nó là 450 lít nha các bác. Dung tích 450 lít, tủ 5 cánh 5 ngăn. Nó khác cái em bên này, cái là tủ 6 cánh 5 ngăn thôi. Còn tủ dung tích nhỏ thì nó sẽ làm tủ 5 cánh. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 này. Con này thì bên em đang bán giá là 15.500.000, bảo hành 15 tháng. Miễn phí ship trong vòng 50 cây nha các bác. Đây, 15.500.000. Em đã đi vào quay ở bên trong một tí cho các bác nào thông số một tí, các bác nào đang cần tìm mấy em tủ thì về dùng khá là cho gia đình ít. Đây, 450 lít này, dung tích ngăn đông là 120 lít. Đây, ngăn mát ngăn đá là 19 lít, một ngăn tổng của nó là 325 lít. 325 lít đó là tổng ngăn mát này. Ngăn mát thì nhiều hơn ngăn đông. Thì con này nó là sử dụng ga 600A này, ga đời mới nhất, tủ lạnh inverter, điện 100V, công suất tiêu thụ điện hàng năm là 230kW trên 1 năm. Đấy, công suất tiêu thụ hàng ngày nó là 90W, điện 100V. Và con này sản xuất 2018. Thì các bác nào đang cần tìm một em tủ lạnh mà tầm trung thôi, giá chỉ có 15.500.000, bảo hành 15 tháng. Thì alo trực tiếp cho em hoặc là inbox cho em qua Zalo, số điện thoại là 0937445330. Bên em còn rất nhiều tủ lạnh đấy các bác. Tủ lạnh 0937445330. Đấy là số Zalo và số điện thoại của em. Hoặc là qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng ạ. Bên em làm việc cả tuần, các bác qua cứ alo trước cho em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Các bác xem thấy kênh của em hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để theo dõi các video lần sau. Em xin chào và gặp lại các bác trong các video sau ạ.